Xin chào quý vị và các bạn. Miền Bắc đêm lạnh, ngày nắng, miền Trung tăng mưa, Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng vào ban ngày, tối và đêm mưa rông rải rác. Đó là những diễn biến thời tiết chính của hôm nay trên cả nước. Cụ thể với miền Bắc, sau đó trong 2 ngày tiếp theo, thời tiết nói chung là ít biến đổi. Trời nắng và khô ráo vào ban ngày. Tuy nhiên lưu ý về đêm và sáng nhiệt độ giảm thấp, người dân cần chú ý nên mặc ấm khi tham gia giao thông. Xuống đến khu vực Trung Bộ, các nhiễu động từ ngoài biển sẽ đẩy vùng xoáy thấp suy yếu từ cơn bão số 9 vào khu vực miền Trung. Ngoài ra, tại khu vực này vốn đang tồn tại sẵn gió đông bắc của không khí lạnh, vì thế miền Trung sẽ tăng mưa. Trong đó, từ Quảng Bình xuống đến Quảng Ngãi sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng là từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Nhiệt độ tại khu vực Thanh Hóa đến Bình Định thì vẫn dao động từ 25 đến 28 độ. Từ Phú Yên xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn, phổ biến từ 29 đến 31 độ. Xuống đến phía Nam, với khu vực Tây Nguyên vào ban ngày, trời nắng, nhiệt độ có thể tăng lên 29 đến 32 độ. Do điều kiện địa hình về đêm và sáng, nhiệt độ giảm thấp, còn 18 đến 21 độ. Với khu vực Nam Bộ, ban ngày trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 31 cho tới 34 độ. Có nơi thuộc phía Đông Nam Bộ như Bình Phước, Đồng Nai, nhiệt độ có thể vượt trên 34 độ. Mưa có thể xuất hiện rải rác, tuy nhiên lượng không nhiều, kết thúc nhanh. Trên biển, hôm nay khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 cho tới 4 mét, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Thủ đô Hà Nội hôm nay nằm trong không khí lạnh ổn định nên trời rét nhẹ về đêm và sáng, mức nhiệt chỉ quanh mức từ 20 cho tới 21 độ. Còn trưa chiều do trời ít mây, nắng mạnh, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 28 độ, khá khô hanh do độ ẩm giảm thấp. Vì thế người dân cần chuẩn bị trang phục cho phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng chịu tác động của không khí lạnh, lại cộng với gió đông ẩm yếu nên mưa dông cũng rải rác trong ngày. Trời nhiều mây, nền nhiệt ngày đêm trên thành phố chỉ quanh mức 24 cho đến 27 độ. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tiếp tục có nắng từ sớm, mức nhiệt cao nhất trưa nay là 34 độ. Về chiều tối, khả năng xuất hiện mưa dông rải rác nhưng không kéo dài lâu. Về tối và đêm, mức nhiệt từ 25 đến 26 độ. Ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với tình trạng phát xạ về đêm và sáng nên tại các tỉnh Bắc Bộ, về đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi như Lạng Sơn, Cao Bằng có thể thấp hơn 17 độ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng 27 đến 30 độ. Độ ẩm ban trưa giảm thấp, chỉ dao động từ 50 đến 60%.
Tiếp đó, trong 2 ngày tới, thời tiết nói chung là ít biến đổi. Riêng về đêm và sáng, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ. Trời ở ngưỡng lạnh với nhiệt độ thấp nhất là 19 đến 22 độ. Thời tiết có nắng và khô ráo vào ban ngày. Tuy nhiên, lưu ý về đêm và sáng, nhiệt độ giảm thấp nên chúng ta chú ý mặc ấm khi mà di chuyển trên đường. Không được tạnh giáo như các tỉnh phía Bắc, Trung Bộ có mưa dông do ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp tục có mưa rào cục bộ. Nhiệt độ tại đây trong những ngày tới sẽ không quá cao, chỉ từ 27 cho đến 30 độ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, và từ 29 đến 32 độ với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Sau đó, từ khoảng ngày 22-23, khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông, nên mưa tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có xu hướng sẽ tăng hơn về cường độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết 3 ngày tới ít thay đổi, phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Với khu vực Tây Nguyên, do điều kiện địa hình về đêm và sáng, nhiệt độ giảm thấp từ 18 đến 21 độ. Và sau đó vào ban ngày, trời nắng, nhiệt độ có thể tăng lên 29 đến 32 độ. Với khu vực Nam Bộ, ban ngày trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ 31 đến 34 độ. Có nơi thuộc phía Đông Nam Bộ như Bình Phước, Đồng Nai, nhiệt độ có thể vượt trên 34 độ. Trên biển, đêm 20 và ngày 21 tháng 11, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và phía Tây, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Thank you.